Thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi, thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao? Em nói là mình yêu anh nha, cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á, thì em chụp tay và em hôn tay luôn. Kính thưa quý vị, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại đôi vợ chồng dễ thương hiền hòa này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Trời ơi, các bạn giống nhau quá. Như là sinh ra là để dành cho nhau nè. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Đình Hùng. Em là người sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp ạ. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 34 tuổi anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Phương Thảo ạ. Em đang là giáo viên âm nhạc, giảng dạy môn cảm thụ âm nhạc và piano cho thiếu nhi ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ, em 28 tuổi ạ. 28. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong một cái cơ sở, là trong một cái địa điểm gì đó nó có liên quan đến âm nhạc đúng không? Dạ, thật ra thì là em trước đó là em quen một bé học trò ở Đồng Nai. Rồi bé đó thì học chung với vợ em. Trong cái thời gian mà em quen bé đó thì em quen luôn các bạn bè của bé đó. Quen luôn bạn bè của đó, sau đó là thành hôn với bạn của bé đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ, đầu tiên là em thấy rất là vui vẻ, cởi mở. Còn em sao Thảo? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ, lần đầu tiên gặp thì thấy anh rất là cao mà anh cũng rất là vui nữa. Được cái anh làm về cái âm nhạc mà mình cũng rất thích âm nhạc luôn. Nên là hai người giống kiểu rất là hợp á, hát hò chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà em có thích ảnh liền không? Thực ra là mình chỉ thích dạng vui tiếp xúc như anh trai chứ không có tình cảm gì. Lúc đó chưa có tình cảm. Dạ, chưa có tình cảm. Dạ, khi lần đầu tiên gặp thì em thích liền. Thích liền, nhưng mà em ngỏ lời thì không có chịu. Rồi sau đó là tụi em có chờ đợi nhau không hay là mỗi đứa một hướng? Tức là mỗi đứa có người yêu. Dạ, mỗi đứa có người yêu riêng chị. Dạ, thực ra là khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã, rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn cái là anh vô anh hỏi, anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Ủa sao kỳ, sao lại canh? Lúc đó em có người yêu. Dạ, tức là em quen người yêu được hơn 1 năm. Tỏ tình với bạn này không chịu đi thì em mới quen người yêu kia được hơn 1 năm thì lúc đó là em chia tay em trong tình trạng là FA. Dạ, free. Em mới đợi bạn này xong là canh bạn này. Vâng, khi mà em thấy bạn này buồn thì em mới tỏ tình với bạn này. Hai đứa vào rạp chiếu phim thì em mới thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi, thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao cả. Em nói là mình yêu anh nha, cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á, thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Vậy đó. Xong rồi sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau em có cái hình hai đứa đăng Facebook là có chốt luôn, chốt định chủ quyền luôn, chịu hay không chịu cũng tỏ tình. Chụp sao đâu, nó chụp vậy đó hả? Ngồi có phản kháng không? Ngồi, lúc đấy là ngồi khá gần mà em đang tập trung em xem phim. Anh hỏi cái gì thì em cũng không nghe rõ nữa. Em kêu dạ thì tính là ra ngoài nghe rõ rồi nói. Anh ấy tưởng là em đồng ý. Cái ảnh chụp tay em, ảnh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn. Mình kêu ủa cái gì vậy ta? Xong sau rồi ảnh có đăng Facebook thì ảnh đăng lên á, thì lúc đấy là em với người yêu em trước á là chưa có công khai là mình đã chia tay, mà ảnh đăng hẳn lên một phát một là hầu như là bạn bè của em á là bất ngờ. Bạn bè chung á. Anh ấy có bao giờ mà anh ấy viết một cái ca khúc gì đó để mà tặng cho em không? Dạ, thực ra là có. Khi mà mới quen chưa được 1 tháng thì tới cái ngày 20 tháng 10 thì anh bí mật anh sáng tác một bài hát. Mình nghe rất là hay thì mình rất là tình cảm, nên kêu anh sáng tác tặng em đó thì em bất ngờ lắm. Đứng hình luôn. Dạ, đứng hình luôn, tại vì mình cũng mới quen mà mình cũng không biết ảnh thời gian rảnh nào mà ảnh lại sáng tác cho mình. Mình thấy ảnh bận suốt à. Bây giờ xong hỏi ra thì là ảnh thức đêm mà ảnh ngồi ảnh sáng tác bài trong 1 đêm nó luôn, ảnh sáng tác được luôn. Đâu giờ hát chung đi, hai đứa hát chung cái bài đó cho mọi người nghe. Em hát một đoạn đầu mà không nhớ hết. Người yêu ơi, em đến cho anh tình yêu ấm nồng, tháng ngày em đến bên đời là cuộc đời thêm vui, là bầu trời thêm tươi, anh đến cho em nụ cười. Dạ, nhớ đấy. Nhớ như đó thôi đó. Rồi như vậy thì trong lúc mà chuyện hẹn hò của hai đứa như vậy nó có những cái kỷ niệm buồn vui gì chị sẽ chia tâm sự với mọi người không? Có một cái điều mà em rất là ấm ức, đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Nhưng mà em có tự ái và em chủ động em đòi chia tay không? Nhiều khi giận á. Dạ có, tức là ban đầu thì mình cũng không có gì á, mình kệ không quan tâm, nhưng mà chê quá nhiều đi. Nó thấm về, nó tự ái mình nó nổi lên. Mà chê sao, chê sao em kể cho nghe coi. Chê kỳ lắm. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á hỏi là con quen người như thế nào, bố tả em, trời ơi tả cái gì? Thì mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi gầy. Đúng rồi, cao nghèo rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình là... Em nghe không nhận ra mình luôn đúng không? Ê, nhưng mà nè, cái đó là chê yêu hay là chê mà chê thiệt? Chê thiệt đó anh, không phải chê yêu. Chê yêu thì em đâu có giận. Mà cái đợt đó là giận mà chia tay luôn mà. Em để lại tin nhắn là ok bây giờ thì anh chỉ như vậy thôi. Giận một hôn tự ái vậy. Vốn liếng ông bà, cha mẹ cho tôi có yêu đó thôi. Mà em không có thẩm mỹ, cho nên là anh quyết định không đi thẩm mỹ, cho nên là chúng ta chia tay thôi. Rồi, dạ, và em có đồng ý không? Thực ra là em chỉ muốn chê như vậy để cho anh tốt hơn thôi. Ví dụ như là anh gầy quá, chê anh cứ gầy như thế này, anh ơi anh đi ăn nhiều vô, anh đi tập gym đi hay gì đó. Em chỉ muốn chê để anh tốt lên, nhưng mà thành ra là anh nghe nhiều á, anh không trả lời lại mình, mà anh cũng im im, anh thầm lặng, hồi anh giống kiểu dồn nén lại, mình nói nhiều quá nên anh bộc phát, anh tức lên. Cái người yêu cũ của bạn này á là tập gym rồi Nam Vương của trường đại học bạn học, rất là nói chung rất là đẹp trai. 6 múi đó. Dạ dạ, 6 múi đó. Cuối cùng là chia tay được bao lâu rồi quay lại? Chắc có hơn 1 tuần anh. Lý do gì quay lại? Thì thật ra sau đó thì em nghĩ là bạn này chắc còn nhỏ, thua em tới 6-7 tuổi lận. Sau 1 tuần thì bạn có để đồ ở bên nhà em, thì bạn qua lấy, thì lúc đó em chụp tay lại rồi thôi mình không có chia tay nữa. Vậy á? Nói chung là nó cũng đơn sơ mộc mạc á, có làm rất là lãng mạn. Tụi em yêu nhau được mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm luôn. 2 năm. Dạ, dạ. Là bây giờ cưới được cưới được hơn 4 năm rồi chị. Cưới được hơn 4 năm rồi. Dạ. Thì là bây giờ về nhà thì là có lòi ra những gì, cái tật xấu mà trong lúc yêu mình chưa thấy không? Lòi ra à? Bây giờ bạn này là giờ chị chưa gì chị biết là con nít rồi đó. Tính thì trẻ con nhưng mà lại có một cái tính nó giống như kiểu là gia trưởng đó chị. Tức là cái đó là muốn người ta làm theo ý mình, cứ nghĩ cái gì tốt là bắt mình phải làm theo. Em nói đơn giản như em thích ăn mì tôm là em chỉ thích ăn chanh với ớt thôi. Cho thịt thà này kia vô là em không có thích. Nhưng mà cứ lần nào làm cho em là làm như kiểu là một cái tô cắm heo á. Lạp xưởng rồi thịt mà em ăn đâu có được. Mà không lẽ bây giờ mình bỏ. Mà tính em thì không thích là em cũng im im thôi, em không nói. Mình ăn mà mình có lúc em chia sẻ, có lúc mà muốn ói luôn. Bỏ thì giận, bỏ mình tiếc. Tiếc với lại cũng sợ mất lòng. Rồi sao bây giờ vẫn còn, có nghĩa là nhiều cái tính của trẻ con không? Đi chơi ấy chị, là thay vì mình tận hưởng cái chỗ đó, quán cà phê đẹp quá, mình ngồi mình tận hưởng, chụp mà tự chụp không chịu đâu, không chịu đâu, bắt em chụp. Các em chụp, em chụp hoài, chụp đến khi về tôi mệt quá, cái lần sau em không chụp thì lại giận. Là chụp đến nỗi mà không có thời gian trò chuyện luôn. Dạ dạ. Đúng không? Bây giờ tới em đi Thảo. Dạ bây giờ em có tật xấu gì không? Khui đi em. Dạ, thực ra là khi lấy về thì rất là vui, nhưng mà có một cái vấn đề em không biết, đó là anh quá đam mê công việc đi, là anh đi từ sáng, anh đi tới tối 10 giờ xong rồi anh kêu bây giờ anh còn phải đi ăn với cà phê các bạn, nó 12 giờ đêm anh mới về. Là ở nhà nguyên một ngày em đợi anh, hôm nào mà em rảnh em ở nhà em đợi nguyên một ngày là không thấy mặt chồng đâu hết. Đến lúc về thì lúc đấy em buồn ngủ rồi, nó không có tâm sự gì được hai vợ chồng hết, rất là buồn, lúc đấy tủi thân lắm. Nói chung là không quan tâm, hơi vô tâm với vợ. Dạ, đúng không? Còn gì nữa? Dạ, một cái nữa là ảnh mê công việc, rồi cái thứ hai nữa ảnh về nhà ảnh còn bấm điện thoại. Có nghĩa là ghiền điện thoại. Dạ. Nhưng mà bấm điện thoại là bấm công việc hay là bấm công nghệ hay là chơi game? Vừa công việc vừa nhắn tin bạn bè nói chuyện tâm sự, thì em ngó vô thì cũng thấy cũng đang bàn việc, nhưng mà anh cũng không biết chốt là bây giờ tới giờ mình bận rồi, bây giờ bữa sau mình bàn tiếp đi. Anh bàn hồi có nhiều khi tới 2 giờ sáng mới thấy đang ngồi bấm điện thoại. Cô ấy có ghen không? Có ghen không? Bạn này có ghen mà ghen với bạn trai. Chị nghĩ là vì cái người bạn trai này thực sự là em ghen với công việc. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Em ghen công việc với những người bạn trai là chắc chắn là chỉ nói về công việc, về thế này nọ, thành ra là ghen luôn. Ghen luôn. Rồi còn cái gì nữa không? Anh có một cái tật xấu là hay quên và không tìm được đồ. Một ngày là anh đi ra ngoài khoảng 4 lần thì hết 4 lần anh đi tìm chìa khóa. Anh để đâu anh cũng không thấy, anh kêu em ơi em thấy chìa khóa anh đâu không? Cái là hai vợ chồng lục đi tìm quá trời luôn, mà 4 lần như thế. Đó, quần áo cũng vậy, là anh mặc xong anh để đâu anh cũng không biết, xong rồi hỏi em ơi em tìm giúp anh. Xong rồi hai vợ chồng lại lục đi tìm. Cứ có khi nào mà mất những cái món đồ mà do đích thân em mua không? Dạ, món đồ mà quý luôn á. Dạ, đúng rồi đó. Mất cái gì? Thường là quần. Mất quần mới hay chứ. Mất quần hả? Mất quần ở đâu? Mất quần em không biết mất ở đâu. Tại vì em mua cho anh. Dạ em mua cho anh rất là nhiều quần. Tại mấy cái quần lừng lừng ở nhà anh mặc anh rất thích. Một thời gian không thấy anh mặc nữa, kêu hỏi em mua đâu hết rồi, kêu anh cũng không biết nữa. Xong mình cũng đi lục hết các tủ đồ, mình không thấy còn một sót một cái nào luôn. Rồi lúc này là không biết là sao. Em mất ở đâu? Thật ra thì là em hay về quê, ba mẹ em thì Đồng Nai. Thì em lên xe thì khi ra ngoài nhà thì mình mặc như thế này. Nhưng mà khi lên xe có thể mình mặc quần xà lỏng hoặc là mặc áo thun thôi, mình lái xe cho nó thoải mái. Xong rồi mình về nhà mình nói chuyện với mẹ, xong nhiều khi mình vứt đồ nhà mẹ cái mình lên đây cái thì nó lại mất. Mà sao? Dạ. Cái vụ mà mất quần ngoài là mệt lắm á. Thì đó. Tự nhiên đi đâu mà quên quần. Sau này rồi anh ấy có, hồi nãy anh chê em là nấu ăn á là phải bắt ăn theo ý của em. Dạ, vậy thì ảnh có bao giờ nấu ăn cho em không? Dạ có nấu một lần, đó là món gà kho. Thì em cũng tập trung em xem là ảnh nấu như thế nào. Thì ảnh chặt những cái miếng gà nó to giống như cổ tay mình vậy đó. Xong rồi ảnh đổ một ao nước vô. Xong mình cũng đang tính nói là anh ơi đổ ít nước thôi, nó như đổ nhiều như vậy thì nó sẽ lạt, nó loãng á. Xong kêu em yên tâm, em nhìn anh làm rất là hay. Xong rồi ảnh cầm một nắm muối anh ném vô. Xong rồi một lát sau là ảnh tắt bếp, vẫn còn lóng nước. Xong rồi em kêu anh đi ngon lắm, anh cắn một phát là vẫn còn chưa chín bên trong nè. Em nhìn một lần em sợ tới đó, nó không dám ăn đồ ăn. Già luôn. Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Đó là lần duy nhất đó hả? Dạ. Và em mong muốn anh thay đổi gì không? Dạ thực ra là em rất mong muốn anh quan tâm vợ con hơn một chút. Dành chút thời gian công việc. Ví dụ ban ngày anh có thể đi làm, nhưng mà buổi tối anh sẽ dành lại một ít thời gian chơi với con. Rồi anh tâm sự với vợ những hôm nay anh làm cái gì, anh chia sẻ đi. Anh rất ít chia sẻ. Em hỏi cái gì anh kêu chuyện linh tinh ấy mà em. Rồi em hỏi làm gì cho em nhức đầu. Ý là thế, anh không chia sẻ cho mình. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ em bớt quan tâm em đi một chút. Để cho em có một cuộc sống bớt quan tâm em. Tức là cứ bắt em làm theo ý của vợ. Ví dụ em muốn ngủ dưới đất thì bắt em lên nệm ngủ, mà trong khi lúc đó em thích ngủ dưới đất. Rồi giống như ăn uống hoặc là đi mặc quần áo này kia thì cho em theo cái cách của em. Vợ em thì nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà với cá nhân em nhiều khi em lại muốn khác. Bớt. Vợ em gọi là quan tâm em toàn phần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cả về tinh thần, cả về tinh thần lẫn thể chất luôn đó, đúng không? Một cái người vợ mà phải thực sự yêu chồng mình thì mới có thể làm được cái điều đó. Khi mà cái người đàn ông á, ở cái tuổi, tùy lứa tuổi nha cưng. Ví dụ như tuổi của chồng em thì lại đang là một cái lứa tuổi mà họ đương muốn tự khám phá họ. Thành ra họ có những cái quan điểm, những cái luận điểm riêng của họ, và họ muốn thử xem là cái điều đó đúng hay không đúng. Bạn này bạn nói một cái câu rất hay là cái điều đó là mình nghĩ là tốt, nhưng đối với bản thân bạn ở thời điểm này là chưa đúng, là chưa tốt. Thì thành ra theo chị, em giảm cái điều đó xuống 50%. Tức là em nên đứng từ xa em bao quát. Khi nào chồng em thực sự cần đến em, lúc đó em ra tay. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn cần phải được tự do về suy nghĩ, tự do về tất cả mọi thứ, đúng không cưng? Để bạn muốn xem tôi là ai, mình đang ở cái điểm nào, cái level nào trong cuộc sống này. Còn nếu như tụi em sống với nhau cho đến lớn tuổi, đến bắt đầu là ở cái lứa tuổi mà 50 thì thực sự lúc đó là ông bà cần nhau, hiểu chưa? Đó, lúc đó là chồng em thực sự cần cái sự chăm sóc đó, và ngược lại vợ em cũng cần cái điều đó ở em. Ngay thời điểm này là thời điểm mà vợ em á, có cái nhu cầu chăm sóc người khác, thì thực sự là bạn cũng sẽ có nhu cầu để người khác để tâm và chăm sóc mình. Nhưng mà bạn cứ cho đi mà bạn không được nhận lại, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là cái điều mình làm dường như là không ai cảm nhận và không ai cần điều đó hết. Khi mà bạn dừng lại rồi là em khỏi lấy lại được cái điều đó luôn. Em hiểu chị không? Em lên 50, bạn này giảm 50 là gia đình em là ok. Xin chúc hai em đó phải luôn luôn nắm tay nhau, yêu thương nhau như thế này mãi mãi trọn đời nha. Xin cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Tôi là John Don. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.